Dạ anh ơi, em là sinh viên học ở gần đây nè, thấy anh ở đây anh buôn bán cũng đông lắm mà anh có cần tuyển nhân viên không anh? Ừ thì Để hiện tại anh cũng nhiều điểm này á. Ừ anh cũng đang kiếm sinh viên á. Thì ừ thôi thì bây giờ ngồi em ngồi đi để anh phổ biến xem em có chịu làm hay không thì vô thôi. dạ. Em quê đâu? Dạ em ở quê gốc ở Điện Biên anh. Em À đang thuê trọ ở Bình Chánh anh, để em lên đây em học. em sinh viên năm mấy rồi? Dạ em đang năm nhất anh. Ồ năm năm nhất mặt trẻ thế. Dạ. Trẻ không anh? Trẻ ấy. Rồi ok hồ sơ chứng minh rồi ok. Anh thuê em là 25.000 giờ. Dạ. Thì nếu mà em bán trên 50 ly á thì cứ ly ly tiếp theo á thì anh sẽ cộng thêm cho em là 1.000. Đấy. Làm một ngày ví dụ em bán được 60 ly thì quay lại em được cộng thêm 10 ngàn đúng không đúng anh? rồi À, dạ rồi em hiểu rồi. đúng rồi còn về mà việc mà người ta bo cho em á thì em cứ thoải mái lấy, không cho anh bên anh không có lấy ha. Dạ. Thì ăn trưa thì anh không có lo, nhưng mà sáng sớm mình cứ vô cứ uống gì uống ha, Dạ, cà rồi. phê cà pháo ha. Đấy bây giờ để anh đưa đồng phục cho em Dạ. rồi anh hướng dẫn em cách pha chế luôn rồi vô làm việc luôn ha. Dạ, ok anh. Rồi em thay vô thay đi. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Được, em ok á, việc ok. Hello em. Dạ, à, mới tới anh. Đây pha cà phê cho ai á? Dạ, cái anh bên kia đường cà phê thì em mang qua cho anh á. Bán ok không? Sáng giờ bán được không? Dạ, cũng được anh, sáng giờ cũng bảy mấy ly rồi em. Rồi khách hàng sao? Người Dạ, ta khách ok không? kêu Hài lòng không? Hài lòng, vị cà phê ngon anh. Ok rồi, làm Anh tiếp. thấy em pha bây giờ ok không anh? Ừ, được á. Đây, tiền lương em đây. Để anh gửi luôn. Rồi, em gửi em. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Đấy, cố gắng làm việc nha. Dạ. Đấy, thấy làm tốt quá. Dạ.